ngoài và ra ngoài hút thuốc. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em mời Xuân Cương. Chị nghe người ta Xuân Cương. Chị Bích Thuận cũng chuẩn bị. Anh mời Xuân Cương. Chị Bích Thuận à. Chị kêu về đâu? Mai anh biết em trong một ngày anh mỗi yêu.
Dạ, xin cảm ơn nhạc sĩ và các anh chị. Cảm ơn Xuân Cường. Mời Bích Thuận. Anh Lê Quang. Anh Lê Quang chuẩn bị.